Ma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Brahmacaloka thipati sahampati katanchali anthi varang ajachatha santi tati ca đề xê tu thăm măng anu cầm bi măng ba chăng san thăm ma phê rin quy nhã danh cha ca văn sua tăng cha bần thân a phi thăm ma chăm măng A cô ta dân tu cha tu san cha đăng đăng ba bố tha nầy dê pa ri sa dạ mạnh chê Ê văn xà hâm bà ti brahma Phagavantam ajachatha tuân hi pha huê na tăng bù thô ca ruộng nhê na thi hoa sa gia tân hà vua tha gia ba đê na Mi ga da yang ta to ga to ban cha wang ya da yo nai ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho anu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si san ta nang an tha sin tha căng tê na sa thu a yo phan tê đề xê tu tham ma đề sa năng sam ba di tha pa ri sa gia anu cam bam bi ca ta quê Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy Kinh Minh Lan Đa có thể đăng đàn để dạy chúng con bài học của ngày hôm nay thưa thầy. Nguyên như con xin dâng mic lại. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong room. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ mà. Alo. Dạ, rồi, cảm ơn quý vị. Dạ, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về phần sắc pháp, phần chót, còn một số đoạn chót này chúng ta học hết. Rồi, về Bali, hôm nay mình sẽ đọc cái bài mới để cho kỳ tới học tiếp tục. Chúng ta đọc trước. Biết được cái khái niệm về những cái vấn đề trong cái bài sắp học mới. À, kính thưa quý vị, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau chắp tay lãnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt. Arahaṃ Sammā Sambuddho Bhagavā-buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivāre-mi Svākhātō Bhagavatā-dhammo-dhammaṃ Namāsāmi Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṃ Namāmi Sammā Sambuddhamattulaṃ Sasattamaganuttamaṃ Apivādiyapāsissaṃ Pithammattassaṅkhaṃ
Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Buổi học chúng ta bắt đầu bằng đọc bài Pali ha, cố gắng trong vòng 15 phút ha, mình học mình đọc cho xong rồi chúng ta đi vô bài học. Cố gắng hôm nay học cho hết phần những phân loại sắc pháp. Rồi xin mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau tham gia đọc cho được tốt đẹp và nhiều phước báo. Mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ tỳ kheo Pháp Trang, sư Nguyên Thông, kính chào thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Bây giờ thỉnh sư Pháp Trang đọc nha. Hay sư đọc trước xong rồi thỉnh sư Pháp Trang. Cá là bá Vô cha nà, các nhóm sắc pháp, đoạn 1. E cúp bà đà, e ca ni rô tha, e ca nít xá gia, xá há vút tí nô, e ca quỳ xá tí, rù bá ca la bà nà má. Có 21 tổng hợp sắc pháp, xét vì các sắc pháp này đồng sanh đồng diệt, cùng có chung một nền tảng và cùng tồn tại chung. Tát thá chi quý tăng á vinh hồ ra rù bành chá chá khu nà xá chá khu đá xá cành tí ba vút chá tí ta tha so ta thi sát pin so ta đa sa căn ga na đa sa căn chi quý hà đa sa căn ca ya đa sa căn y thi pa wa đa sa căn bum pa wa đa sa căn quý thu đa sa căn cha tí gia tha khá măng vô chệ tắp băng á quý nếp hồ gá rù bá mê quá chi quý tề ná xá chi quý ta ná quá thành tí bá vút cha tí y mê ná quá cầm má xá mút thà ná ca la pa. Nơi đây, sắc mạng quyền và tám sắc bất ly cùng với mắt gọi là nhóm người thành phần mắt. Cùng thế, mười thành phần tai, mười thành phần mũi, mười thành phần lưỡi, mười thành phần thân, mười thành phần nữ tánh, mười thành phần nam tánh, mười thành phần ý vật, những tám sắc bất ly cùng với mạng quyền được gọi là chính thành phần mạng căn. Chính tổng hợp sắc pháp này do tạo, do nghiệp tạo. Á quyền phô gá rù bằng bá ná sút đá tha căn ta đề quá cà giá quyền nhà tí gia xá hạ cà giá quyền nhà tí na quá càng sa đề hi sa ha quá chi quỳnh nhá tít đá sa càng là hú ta đi hi sa đình là hú ta đi e ca đá sa càng ca gia quỳnh năng tí là hu ta đi đoà đa sa căn quá chi huynh nhá tí sa đá lá hu ta đi tề ra sa căn cha tí chát chích tá sa mút thà nát ca la pa.
những sắc pháp không thể tách rời với nhau, hợp thành tám sắc pháp bất ly cùng với thân biểu tri. Các sắc pháp này hợp thành chính thành phần thân biểu cùng với ngữ biểu tri và tiếng động, hợp thành mười thành phần ngũ biểu cũng cùng với những đặc tính khinh nhu và thích nghiệp. 11 thành phần khinh nhu thích, 12 thành phần thân biểu khinh nhu thích nghiệp và 3 thành phần ngữ biểu tiếng đặc tính khinh nhu và thích nghiệp. 6 tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Dạ, suy nghĩ chắc đọc xong rồi, mời vị kế tiếp nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con không thấy Sư Phụ Pháp Trang cầm mai cho nên là con xin được đọc tiếp. Bài Kalapayo Chana, các nhóm sắc pháp, đoạn 1. E Kupa Da E Kanirotha E Kanisaya Sahavuttino E Kavisati Rupakala Rupakalapanama. Có 21 tổng hợp sắc pháp. Xét vì các sắc pháp này đồng sanh đồng diệt, cùng có chung một nền tảng và cùng tồn tại chung. Tất tha chi vi tăng avinik pho garu pang cha chak khuna saha chak khu dasakang ti pa vuk cha ti tatha so ta diết thi sát thiên so ta đa sa căn kha na đa sa căn chiu ha đa sa căn ca ya đa sa căn ít thi pha vắt đa sa căn bùm pha vắt đa sa căn vứt thu đa sa căn cha tí gia tha ca măng vô chê táp băng avini pho gia ru pa mê vắt chiu tê na sa ha chi ta na vang cang ti pa vut cha ti i me na va cam ma sa mut tha na ca la pa. Nơi đây sắc mạng quyền và tám bất ly cùng với mắt gọi là nhóm mười phần mắt, cùng thế ấy mười thành phần tai, mười thành phần mũi, mười thành phần lưỡi, mười thành phần thân, mười thành phần nữ tánh, mười thành phần nam tánh, mười thành phần ý vật. Những tâm sắc pháp bất ly cùng với sắc mạng quyền được gọi là chín thành phần mạn căn. Chín tổng hợp sắc pháp này do nghiệp tạo. Avinipho garu pang panasuk tat tha kang te ta de va ka ya vin nhát ti ya saha ka ya vin nhát ti na va kang và chỉ vinh nhã tí sát đề hi sa ha vát sa ha vát chi vinh nhã tí đa sát cần là hữu ta đi hi sát thiên là hữu ta đi e ca đa sát cần ca gia vinh nhã tí là hữu ta đi đoa đa sát cần viết chiên nã tí sát đa là hữu ta đi tê ra sa căn cha tiết cha sam mút tha na ca la pa. Những sắc pháp không thể tách rời nhau, hợp thành tám pháp ly bất ly cùng với thân biểu tri. Các sắc pháp này hợp thành chín thành phần thân biểu cùng với ngữ biểu tri và tiếng động, hợp thành 10 thành phần ngữ biểu cùng với những đặc tính khinh nhu và thích nghiệp. 11 thành phần khinh nhu thích, 12 thành phần thân biểu khinh nhu
thích nghiệp và 13 thành phần ngữ biểu tiếng đặc tính khinh nhu và thích nghiệp. 6 tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin kính mời người kể. Dạ, Nam mô Buddha, dạ, Nam mô Dhamma, dạ, Nam mô Sangha, dạ. Dạ, sư con xin kính lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ sư Nguyên Thông, con xin kính lễ sư Pháp Trang. Con xin kính chào Thầy Kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép lên trả bài đoạn 2. Sút đắc thác cần, sát đá na hoa cần, Lahuta di eka eka da sakang satta lahuta di dua da sakang jati cattaro utusamuthana kalapa tám pháp bất ly chín thành phần tiếng mười thành phần khinh nhu và thích nghiệp, 12 thành phần tiếng, kinh, nhu và thích nghiệp. 4 pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Sutattha kan lahutta de ka dasa kan ca ti tuệ ahara samuthana kalapa tám sắc bất ly và 11 thành phần khinh nhu và thích nghiệp là hai nhóm sắc pháp do vật thực tạo. Tattha sutattha kan kan saddana wa kan cha ti utu samuthana kalapa bhati bahit đà vì lấp bàn tí à quá xề xà pa na sắp bề phí à chà à chà tí cá mê quá cầm ma chít tô tú ca hà ra sầm mút thà na giá tha ca măng na wa cha chất tu ro đuệ tí ca la pa e ca vi sa tí ca la pa nang pa rikhe da lak ka na tha vi chak ka na na ca la pang gang icha hu akasang lakkhana nicca ayametta kalapayojana. Trong những tổng hợp các sắc pháp này có hai hiện tượng thời tiết tạo, tám sắc bất ly và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài, tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. Có 21 tổng hợp sắc pháp 9, 6, 4 và 2 theo thứ tự được tạo nên do nghiệp, tâm, hiện tượng thời tiết và vật thực. Vì sắc hư không và các đặc tướng của sắc pháp sinh tiến dị diệt chỉ nêu rõ tánh tự nhiên, bậc hiền trí dạy rằng hai thành phần này không nằm trong tổng hợp các sắc pháp. Đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Dạ, con xin kính cảm ơn chị Châu đã post bài. Xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Alo ạ. Dạ, alo, không biết đạo tràng có nghe con nói được không ạ? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ,
con chỉ bằng ngôi tam kính lễ, tam con kính minh thông, con kính lễ sư pháp cha, con kính lễ thầy kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Các là ba dồ cha nà, các nhóm sắc pháp, đoạn 1. Ê cúp bà đà ê ca ni rồ thà ê ca ni sa già, sa ha vu ti nồ ê ca quỳ sa ti rồ ca là bà nà mắc. Có 21 tổng hợp sắc pháp, xét các sắc pháp này sanh đồng diệt, cùng có chung một nền tảng và cùng tồn tại chung. Tát tha chỉ quy tằng a quy ni phổ ga rù bành cha chắc khu nà sa ha chắc khu đa sa cành ti ba vúc cha ti tát thà sổ tà đi hi sát sổ ta đa sa cành khà na đa sa cành kiều hà đa sa cành cà cha đa sa cành ít thi phà qua đa sa cành bùm phà qua đa sa cành quát thu đa sa cảnh trà khi giác ca mằng quy ni bộ ga rù ba mề qua trì quy tề na sa ha trì quy ta na qua cảnh ti ba vúc cha ti y mề na qua cầm ma sa mút thà na ca là bà. Nơi đây, sắc mạng quyền và tám sắc bất ly cùng với mắt gọi là nhóm 10 thành phần mắt. Cùng thế ấy, 10 thành phần tai, 10 thành phần mũi, 10 phần lưỡi, 10 thành phần thân, 10 thành phần nữ tánh, 10 thành phần nam tánh, 10 thành phần ý vật. Những tám sắc bất ly cùng với mạng quyền được gọi là 9 thành phần mạng căn. 9 tổng hợp sắc này do nghiệp tạo. Awinipo garu bằng banasut thát thác cằn ta đề quá cà gia quyền nhát ti già sa ha cà nhát ti na quá cằn quá trì quyền nhát ti sát đề hi sa ha quá trì quyền nhát ti đa sa cằn la hu tà đi hi sát thìm la hu tà đi ề cà đa sa cằn cà nhát ti la hu ta đi đòa đa sa cần qua trì quyền nhất ti sát đa la hu ta đi tề ra sa cành trà ti chát chít ta sa mút thà na ca là bà. Những sắc pháp không thể tách rời nhau hợp thành tám pháp bất ly. Cùng với thân biểu tri, các sắc pháp này hợp thành 9 thành phần thân biểu. Cùng với ngữ biểu tri và tiếng động hợp thành 10 thành phần ngữ biểu, cùng với những đặc tính khinh nhu và thích nghiệp, 11 thành phần khinh nhu thích, 12 thành phần thân biểu khinh nhu thích nghiệp và 13 thành phần ngữ biểu tiếng đặc tính khinh nhu và thích nghiệp. 6 tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ga, con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ con kính chào sư, con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng, và con xin đọc tiếp đoạn 2. Đoạn 2. Sudatta kang da satta nawakang lahuta di ekadasa kang satta lahuta di dua dasakang cha di cattaro utusamut ta na ka kalapa. Tám pháp bất ly, 9 thành phần tiếng, 10 thành phần khinh nhu và thích nghiệp, 12 thành phần tiếng,
khinh nhu và thức nghiệp. Bốn pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Sadat tha cần lahuta đề ca đắc sa cần cha ti tuệ a ha rasa mutta nakala pa. Tám sắc bất ly và 11 thành phần khinh nhu và thích nghiệp là 12 nhóm sắc pháp do vật thực tạo. Tatha tu đa tha cần sadana wa cần cha ti u tu samutta nakala pa pahida pilapanti avasesa panasappe piacchattikame wa kham macchitto dukkha rasamutta na yata yata kamam navacchaturo duệ tí khá là bà ê ca quý ê ca quý sát tí ca là bà nâng bà rít chê đá lắc khá ná tà quý chắc ca nà ná ca là bằng gần bằng gần xin lỗi bằng gám mít trà hú à ca sân lắc kha na ni cha aya met ta ka ka la pa yo cha cha na. Trong những tổng hợp, các sắc pháp này có hai do hiện tượng thời tiết tạo. Tám sắc bất ly và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài. Tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. Có 21 tổng hợp sắc pháp 9, 6, 4 và 2 theo thứ tự được tạo nên do nghiệp, tâm, hiện tượng thời tiết và vật thực. Vì sắc hư không và các đặc tướng của sắc pháp sinh, tiếng, dị, diệt chỉ nêu rõ tánh tự nhiên, bậc hiện giải rằng hai thành phần này không nằm trong tổng hợp các sắc pháp. Đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Dạ, con xin cảm ơn cô Châu đã post bài. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam Mô Bích Thai Dạ. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ con kính chào Thầy Kinh và toàn thể Đạo Tràng. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ cho con xin tín hiệu. Dạ con cảm ơn Đạo Tràng. Dạ sau đây con xin đọc bài ạ. Kala Pajo Chana, các nhóm sắc pháp, đoạn 1. Ekupada, Ekanirotha, Ekanisaya, Sahavutino, Ekavisatiru Bakala Bananama. 21 tổng hợp sắc pháp, xét vì có sắc pháp này đồng sanh, đồng diệt, cùng có chung một nền tảng và cùng tồn tại chung. Tathachi vittang avinipo garu ban chachakuna sahachakudasakin tipavuchati tatha sotadi hisatin. So tadasakang
Kha Nadasa Kang, Chiu Hà Dasa Kang, Kaya Dasa Kang, Ittifa Wadasa Kang, Bùm Hà Wadasa Kang, Watu Dasa Kang, Chatiyak. Con xin lỗi. Chatiyak Thak, Chatiyak Thak Kamang, Yô Chê Tắp Bằng, Awinipo Garu Ba Mê, Wachi Vite, Nasahachi Vitanawakan, Tipawut Chati, Ime, Nawakam, Masamutha Nakalaba. Nơi đây, sắc mạng quyền và tám sắc bất ly cùng với mắt gọi là nhóm 10 thành phần mắt, cùng thế ấy 10 thành phần tai, 10 thành phần mũi, 10 thành phần lưỡi, 10 thành phần thân, 10 thành phần nữ tánh, 10 thành phần nam tánh, 10 thành phần ý vật. Những tám sắc bất ly cùng với mạng quyền được gọi là 9 thành phần mạng căn. Chính tổng hợp sắc pháp này do nghiệp tạo. Awinipo Garu Bằng Banasut Thak Thak Căng Ta Đề Quá Cà Gia Quỳnh Nhát Ti Già Sa Hát Cà Gia Quỳnh Nhát Ti Na Quá Căng Quá Chì Quỳnh Nhát Ti Sát Đề Hi Sa Ha Quá Chì Quỳnh Nhát Ti Đa Sa Căng Lahuta di hisatin, Lahuta di eka dasakang, Kaya winyat di lahuta di dua dasakang, Wachi winyat di dat tisat dalahuta di te rasakan ta cita ja. Sorry, cha ti chat chat, ti samut tha nakam ba na, tha nakala ba. Những sắc pháp không thể tách rời nhau hợp thành tám pháp bất ly, cùng với thân biểu tri, và sắc pháp này hợp thành chín thành phần thân biểu, cùng với ngữ biểu tri và tiếng động hợp thành 10 thành phần ngữ biểu, cùng với những đặc tính khinh nhu và thích nghiệp, 11 thành phần khinh nhu thích, 12 thành phần thân biểu khinh nhu thích nghiệp, và 13 thành phần biểu ngữ tiếng, đặc tính khinh nhu và thích nghiệp. 6 tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn thầy Kim. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thanh Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Xuất thất tha càng sát đá ná quá càng lá hú tà đi ề cà đá xá càng sát đá lá hú tà đi đòa đá xá càng trà tí chất tà rồ u tu xá mút thà na cá là bà. Tám pháp bất ly, chín thành phần tiếng, 10 thành phần khinh, nhu và thích nghiệp,
12 thành phần tiếng, khinh, nhu và thích nghiệp. Bốn pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Suốt thách tha càng sách tán ná quá càng lá hút tà đi ê cà đá sát càng. Suốt, dạ đạo tràng có còn nghe con được không ạ? Dạ dạ, dạ cảm ơn anh Giang, cảm ơn anh Lý. Suốt thách tha càng lá hút tà đề cà đá sát càng trà tí đuề à hà ra sát mút. Thà ná cá là bà. Tám sắc bất ly và 11 thành phần khinh nhu và thích nghiệp là hai nhóm sắc pháp do vật thực tạo. Tách thá suốt thách thá cằn sách đá ná quá cằn trà tí ú tú xá mút thà ná cá là bà bá hít. Thà bí lắp phành tí á quá xề xà bá ná sắp đề bí ách chất tiết cám mê quá. Cầm má chích tổ tú cà hà ra xá mút thà nà giá thắt cà cá mằng. Ná quá chá chá tú rồ đề tí cá là bà ê cá quỳ xá tí. Cá là bà nằng bá rít chề đá lắc khá nắp tà quý chắc. Khá nà ná cá là bành gần ít trà hú cà à cà sằn lắc khá nà ní chá ái giá mét thá cá là ba dù chá nà. Trong những tổng hợp, các sắc pháp này có hai do hiện tượng thời tiết tạo, tám sắc bất ly và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài, tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong, có 21 pháp, 9, 6, 4 và 2 theo thứ tự được tạo nên do nghiệp, tâm, hiện tượng, thời tiết và vật thực. Vì sắc hư không và các đặc tướng của sắc pháp sinh tiếng dị diệt, chỉ nên rõ tánh tự nhiên, bậc hiền trí dạy rằng hai thành phần này không nằm trong tổng hợp các sắc pháp. Đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Dạ con đã đọc xong, xin tri ân cho Nguyễn đã post bài. Dạ con xin kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khaya. Sa thứ, sa thứ. Quý vị nghe rõ không? Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Rõ không? Ok. Hôm nay chúng ta đọc cái bài mới, nguyên trọn bài luôn, để cho quý vị nắm được khái niệm, nên nó hơi dài chút xíu. Chúng ta chuẩn bị bước vào cái bài học mới, nó cũng rất là khó ha. Có hiểu. Rồi giờ chúng ta tiếp tục học với phần thứ 8 là sắc biểu tri. Phần thứ 8 là sắc biểu tri. Sắc biểu tri. Quyền nhất phí rù bác. Thư ký đâu rồi? Sắc biểu tri. Chị nghe em vậy sao không thấy em post lên vậy? Ok. Đó. Thì sắc biểu tri này cái ý định nghĩa đó là như vậy. Sắc nào lộ được, sắc nào biểu lộ được ý muốn hay làm cho người khác hiểu được ý, sắc đó là sắc biểu tri. Tức là sắc nào biểu lộ được ý muốn hay làm cho người khác hiểu được ý thì sắc đó là sắc biểu tri. Ủa sao không thông một là sao nghe rõ không quý vị? Alo. Nghe rõ không sao? Rõ hả? Sao cô Kim Nhung không thông?
Rồi cho chúng ta biết là cái sắc nào mà nó làm cho biểu lộ được, nó thể hiện lên được những cái ý mình muốn, thì cái sắc đó ta được gọi là cái sắc vị tri, biểu lộ lên những ý muốn của mình, rồi người khác ta thấy và hiểu được, gọi là sắc vị tri. Rồi xuống dòng có hai là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Có hai thân biểu tri và khẩu biểu tri. Hai thân biểu tri và khẩu tri. Tức là về sắc biểu tri này có phân được hai loại là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học cái thứ nhất là thân biểu tri. Chúng tôi sẽ copy post lên luôn cho các bạn. Thân biểu tri ca giá win nhắc tí. Thân biểu tri. Mình sẽ copy bài luôn. Rồi, sắp lại cho Nguyễn sắp lại ha. Tức là định nghĩa cái thân biểu tri, tức là cái sắc hiện bài, cái sắc nào mà hiện bài, trình bày bằng cách cử động thân. Tức là khi mình có sự cử động thân cho người khác biết được, như là vẫy tay, quắt tay, lắc đầu, gật đầu vân, thì cái đó gọi là thân biểu tri, tức là biểu hiện cho người khác biết được qua thân hành động, thì được gọi là thân biểu tri. Tức là khi nào mà chúng ta có cái sự biểu hiện bằng thân, thì cái đó được gọi là thân biểu tri, tức là thân biểu hiện lên cho người khác biết được thì được gọi là thân biểu tri. Rồi về cái ý nghĩa của nó, từ ý nghĩa của nó thì về trạng thái của cái thân biểu tri, tức là nó là một cái sự biểu hiện bằng thân, tức là sự biểu hiện bằng thân do người cho người khác mà hiểu được, có ghi lên sẵn trên đó, post lên sẵn hết trên đó, coi đó. Bây giờ đây em giảng luôn ha, cho nó lẹ ha. Tức là trạng thái sự biểu hiện bằng thân cho người khác hiểu, thì được gọi là cái trạng thái của cái thân biểu tri. Rồi phận sự của nó là làm cho hiểu được. Tức là phận sự của cái thân biểu tri này là phận sự nó làm cho hiểu được qua cái cách nêu bài bằng thân, tức là qua cái sự một trình bày mình nêu bài lên bằng cái thân của mình. Chẳng hạn như mình thấy người bạn ở xa tới, cái mình ra dấu hiệu, mình nói quát quát cái bài là đây này, thì khi mình ra dấu hiệu về cái phận sự của cái thân biểu tri này nó làm cho người khác là hiểu được qua cái thân của mình. Rồi cái sự thành tựu của nó là có thân hành động, là có cái thân mình, có cái sự hành động thân, thì đó là sự thành tựu của nó. Và cái nhân cần thiết, đây là cái nhân cần thiết rất quan trọng, tức là nhân cần, tức là có gió phát sanh do từ tâm, tức là phải có cái cho nên cái chỗ này là mình phải để ý là có gió phát sanh do từ tâm, tức là những cái hành động thân nào của mình, tất cả những hành động thân nào, đi đứng nằm ngồi co duỗi vẫy là vẫy tay lắc đầu nghiêng đầu hay là ngồi lên ngồi xuống tiểu quan nghi đại quan nghi vân vân, tất cả những hành động nào thuộc về thân đều phát sanh do gió phát sanh từ tâm, là gió nó phát sanh, là bản thể gió phát sanh do tâm tạo chứ không phải do những cái khác, tức là cái này do tâm tạo chứ không phải là do nghiệp hay là do vật thực do thời tiết, mà những cái hành động thân này phát sinh do từ cái tâm của tạo, tức là cái tâm mình khởi lên muốn hành động thì nó tạo ra cái gió để cho tạo ra cái thân biểu tri này. Thì cho nên chính vì cái chỗ này là chúng ta phải nắm ngay cái chỗ này đó, để khi chúng ta đi vào cái pháp hành tứ niệm xứ thì chúng ta biết rằng á, khi mình đi mình khởi động, mình muốn đi muốn đứng muốn ngồi muốn co muốn duỗi muốn gãi muốn gì đó, tất cả những hành động đó đều phát sinh do có chất gió, bản thể gió nó phát sinh lên do từ tâm của mình. Do từ tâm nó tạo ra, nên mình phải biết là cái điều này một cách rất cần thiết để nó ứng dụng vào trong cái đời sống mà chúng ta hành thiền về tính xứ. Chẳng hạn như giờ mình đứng, mình muốn đi, mình khởi tâm muốn đi thì cái tâm đó, nó khi mình khởi động muốn đi, cái tâm nó tạo ra cái chất gió, nó tạo ra cái bản thể gió để cái gió nó đẩy cái thân mình chuyển động tới. Thì như vậy khi mình biết được cái nguyên nhân này đó, cái nguyên nhân cần thiết hoặc là ta nói là cái nhân gần nhất của nó. Nó phát sinh ra cái đó thì chúng ta bắt ngay cho đó, mình để ý mình quan sát dùng trí tuệ, thì khi mình khởi tâm lên muốn đi thì cái chất gió nó sẽ phát sinh liền. Thì nếu bắt được cái bản thể này đó là chúng ta thấy được pháp thực tính, mình thấy được pháp thực tính lúc này là mình có thể là trí tuệ nó sẽ phát sinh, có thể mình thấy được cái sự mà diễn biến của nó, thấy được cái sự sanh khởi của nó, thấy cái sự diệt, thấy được cái sự vô thường của nó, thì có thể chúng ta sẽ
nhiều những bậc trí tuệ ta cao siêu, ta có thể vì vấn đề này ta phải chứng đắc được đạo quả ngay tại chỗ ở cái điểm này, à, ta bắt được ngay cái bản thể cái sắc pháp phát sanh ngay chỗ đó. Thì như vậy cái nhân cần thiết rất là quan trọng, và có thể nói là chúng ta phải để ý lưu tâm cái vấn đề này. Rồi đó là cái thứ nhất là về khẩu thân ngữ tri. Cái gì lắm đâu ngài cho biết đi, ăn lâu. Được chưa? Xong chưa? Chép được chưa? Được ha. Rồi tới số 2 là khẩu biểu tri. Quá chi huynh nhất tí rù bác. Quá chi huynh nhất tí rù bác. Rồi chúng ta cũng sẽ copy cho nó nhanh thời gian, rút ngắn thời gian nữa ha. Khẩu biểu tri, tức là cái nói lên vấn đề là cái sắc nào mà nó làm cho phát sanh ra tiếng động, phát sanh ra tiếng, phát sanh ra lời nói, để cho người khác người ta nghe, người ta hiểu được cái tiếng nói của mình á, thì cái sắc đó được gọi là sắc biểu tri. À, tức là tiếng nói mà giờ chúng ta đang nói ra này, thì chính cái tiếng nói này nè, cái lời nói này nó sẽ phát ra, nó sẽ phát sanh lên, nó sẽ tạo ra để cho người khác nghe, à, cho quý vị nghe, quý vị hiểu được cái chúng ta đang nói gì. Thì cái lời nói đó, cái sự phát sanh cái đó là được gọi là khẩu biểu tri. À, thì sắc nào làm cho phát sanh ra tiếng, ra lời nói cho người khác nghe hiểu được, sắc đó gọi là khẩu biểu tri. Rồi, tứ ý nghĩa của nó, thì về trạng thái của nó là sự biểu hiện bằng khẩu cho người khác hiểu. Tức là cái sự biểu hiện của cái vấn đề này đó, bằng cái khẩu, tức là bằng cái miệng của mình đó, à, để cho người khác là hiểu được cái vấn đề. Và khi mình mở miệng lên mình nói gì đó thì nó biểu hiện bằng khẩu cho người khác hiểu được. Và cái phận sự của nó là làm cho hiểu ý qua cái lời nói, tức là làm cho người khác đang hiểu được cái ý mình qua cái lời nói. Tức là mình nói, mình tìm cách để khi mình nói để người ta hiểu mình muốn nói gì, à, mình diễn đạt qua cái lời nói đó để người ta nắm được cái ý của mình. Từ cái lời nói này người ta sẽ nắm được cái tâm, cái ý của mình muốn cái điều gì đó. Thì như vậy phận sự của cái khẩu kia là nó làm phận sự đó. Và cái sự thành tựu của nó là khẩu phát ra ngôn, phát ra ngôn từ, rồi khẩu phát tiếng, phát ra âm thanh, phát ra ngôn ngữ, thì đó là sự thành tựu của nó. Rồi cái nhân cần thiết, là nguyên nhân gần nhất của nó là phát ra ngôn nữa, là do nguyên tố đất như vậy. Nguyên đất phát sanh từ tâm, là do từ tâm phát sanh ra, là nguyên tố đất, tức là do cái sự mà là cứng mềm, sự đụng chạm nó để nó tạo ra âm thanh. Chứ nếu không có nguyên tố đất này không thể tạo ra âm thanh được. Tức là giống như vậy, một bàn tay mình vỗ không thể nào tạo ra tiếng, nhưng mà hai bàn tay đụng vô cái là nó tạo ra tiếng. Thì đó là cái chất đất, bản nguyên tố đất, cái sự xúc chạm bản nguyên tố đất thì nó mới tạo ra được âm thanh. Thì cũng vậy, khởi tâm lên mình muốn nói thì cái chất đất phát sanh từ trong cái vấn đề mà do từ cái tâm mình phát sanh lên, à, khởi lên muốn nói thì chất đất nó sẽ tạo cái sự xúc phát, hai cái nó xúc chạm tạo ra cái âm thanh, là cái lời nói. Thì như vậy cái nguyên nhân cần thiết đó là chính là đất phát sanh từ tâm, à, cho nên mình đã biết được cái nguyên nhân này, mình quan sát về cái tứ niệm xứ rất là dễ. À, khi mình nói mình để ý là cái khởi cái tâm là cái phát ra nguồn từ ra thì mình biết được nó, là còn để ý cái nguyên tố đó, cái bản thể cái chất đất đó nó phát sanh ra, cái sự tác sự xúc đó, nó phát sanh ra, à, thì mình thấy được cái vấn đề cần thiết của nó. Rồi đó là cái thứ hai là khẩu biểu tri. Thì như vậy cái phần thứ 8 chúng ta học là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Rồi đó là cái phần thứ 8. Nắm được không? Bây giờ cho biết về ai xin cho biết cái bông đi. Rồi ha, ok, sao đúng là dễ là đâu bây giờ có. À. Rồi tới phần thứ 9 là sắc đặc biệt. À, sắc đặc biệt, quý ca ra rù bác, sắc đặc biệt. Nó chạy đua gì, copy thảy lên cho lẹ luôn chứ, có gì đâu. Đặc biệt mà, à, mình định nghĩa nha. À.
sắc đặc biệt. Và những gì nói lên đặc thù, chi tiết của sắc thì gọi là sắc đặc biệt. À, tức là những cái gì mà nói lên cái chi tiết của sắc, cái sự đặc biệt của sắc, chẳng hạn như là phân loại ra những cái sắc mà thể hiện lên những khía cạnh nó, chẳng hạn như nhẹ nhàng, mềm mại hay thích ứng, thì đó là sự đặc thù đặc biệt riêng. Tức là cái sắc nó có sự nhẹ nhàng của nó, có sự mềm mại của nó, hay là có cái sự thích ứng với những cái việc làm của sắc, thì như vậy gọi là sắc đặc biệt, là có sự đặc biệt. Thì sắc đặc biệt này phân loại ra chúng ta có ba loại, là sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. Có ba loại sắc khinh, sắc nhu và sắc thích nghiệp. Khinh, nhu và sắc thích nghiệp. Rồi. À, bây giờ chúng ta thứ nhất là sắc kinh, hay vào não tuyết liền sắc kinh trước. Rồi, đó là sắc kinh. Rù ba la hù, ba la hù tà, rù ba la hù tà là sắc kinh ha. Vì cái mà làm cho cái thân thể của mình á, mà nó được nhẹ nhàng chuyển động á, thì cái đó được gọi là sắc khinh. À, thí dụ mà mình đi đứng nằm ngồi bước tới bước lui nó được nhẹ nhàng, được dễ dàng, được chuyển động, được vậy đó, thì cái đó là do nhờ cái sắc khinh. À, còn cái người chết á, mà để cái sắc người chết nặng lắm, nặng hơn cái sắc người thường, bởi vì nó mất cái sắc khinh này, sắc khinh không có. Thì như vậy cái mà làm cho thân thể mình được nhẹ nhàng, dễ dàng chuyển động thì cái đó gọi là sắc khinh. Hoặc là những lúc mà những điều chúng ta bị tới tuổi già thì mình đi đứng khó khăn thì cái sắc khinh nó cũng bị giảm thiểu, nó làm cho mình khó khăn trong vấn đề đi đứng, đi tới, đi lui nữa ha. Đó là cái gì mà làm cho thân thể được nhẹ nhàng chuyển động thì cái đó gọi là sắc khinh. Rồi về ý nghĩa của nó, tứ ý nghĩa thì về trạng thái, tức là trạng thái của cái sắc khinh là nhẹ nhàng. À, nó làm cho cái thân được nhẹ nhàng thì cái trạng thái nó là nhẹ nhàng, và cái phận sự của nó làm cho thân nhẹ, làm cho cái thân mình nó được nhẹ đi và loại trừ cái nặng nề ra, thì làm cho nhẹ và loại trừ sự nặng nề, đó là cái phận sự của nó. Và sự thành tựu của nó là khinh nhẹ, là sự thành tựu được khinh nhẹ, nó là sự thành tựu của nó. Rồi, tới cái nhân cần thiết, tức là phải có cái sắc khinh, tức là phải có cái sắc nhẹ nhàng. Và cái sắc nhẹ nhàng này phải phối hợp với sắc nhu và sắc thích nghiệp, hay là sắc thích phụ trợ. Sắc thích nghiệp phụ trợ, tức là phải có hai cái sắc kia nữa, thì ba cái này nó phải đi với nhau. Thì mới gọi là đó là nguyên nhân cần thiết của nó. Thì như vậy với cái tứ nghĩa này, nó phải có một cái trạng thái nhẹ nhàng, phận sự của nó làm cho thân mình được nhẹ và loại trừ cái sự nặng đi. Và sự thành tựu nó là khinh nhẹ. Rồi cái nhân cần thiết là có sắc khinh, là có cái sắc nhẹ nhàng phối hợp với là sắc nhu và sắc thích, sắc nghiệp phụ trợ. Thì như vậy đó là tứ ý nghĩa của cái phần là sắc khinh. Mấy cái này nó cũng đơn giản chứ không có gì hết, chúng ta chỉ cần nắm được cái ý là mình biết là như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được vấn đề. Rồi đó là thứ nhất là sắc khinh, và thứ hai là sắc nhu. Copy luôn. Sắc nhu, định nghĩa cái sắc nhu là khi nào mà có sự uyển chuyển mềm mại dễ sử dụng của sắc thì đó có sắc nhu. Tức là người mà có được cái thân hình mà mình có được cái thân mình tốt đẹp khỏe mạnh, cái sắc thân mình được mềm mại dễ sử dụng đó, thì đó lúc đó là chúng ta có được cái sắc nhu này tốt đẹp. Tức là khi mình còn khỏe mạnh, mình còn tốt, sắc thân mình còn tốt, còn trẻ trung, còn linh hoạt thì cái sắc nhu này được tốt đẹp, nó làm cho cái thân xác mình được nhu nhuyễn mềm mại,
co tới co lui, đi tới đi lui, chạy nhảy rồi nhào lộn gì đó, nó cũng dễ dàng. Nếu như mấy người mà học võ, trẻ học võ nó dễ hơn người lớn vậy, tại vì cái sắc nhu nó mềm mại, dễ dàng, dễ sử dụng. Muốn co duỗi, muốn đá cao hay lộn mèo thì làm được hết. Còn mọi người mà mình mà già đó, hoặc là người mà bị bệnh này cái đó, thì mình trở lên rất là khó khăn. Cái thân thể mình nó cứng, khó mà hoạt động được, khó mà co duỗi, khó mà chuyển động được. Hoặc là những người mà nặng hơn nữa, người ta bị bệnh nữa vậy, bị bệnh về mà bản thân bị tê liệt bản thân, thì coi như là cái sắc nhu này nó gần như là nó không không thể sử dụng được nữa. Co tới co lui rất là khó khăn, toàn thân của họ mình trở nên thô cứng, khó, rất khó chịu động. Cho nên khi nào mình có được cái sự mà quyển chuyển và mại đó, thì khi đó chúng ta có sắc nhu nó đang tốt đẹp. Cho nên vấn đề ý nghĩa của cái sắc nhu mudita rupa là vậy. Rồi, đây tứ ý nghĩa. Thì về trạng thái của nó là nó có sự mềm mại. Trạng thái của sắc nhu là mềm mại, không có bị thô cứng. Thì đó là trạng thái của sắc nhu. Nhu mà nhu mềm mại, nhu nhuyễn mềm mại. Phận sự nó làm cho thân được mềm và loại trừ cái sự cứng, loại trừ cái sự mà thô cứng ha, thì đó là phận sự của cái sắc nhu. Và cái sự thành tựu của nó là dễ dàng hành động, tức là làm cho cái thân mình được dễ dàng, cái thân mình được dễ dàng, được di chuyển tốt đẹp, thì đó là sự thành tựu của nó. Và cái nhân cần thiết là cũng vậy, cũng phải có sắc nhu cộng với hai sắc kia, sắc thinh và sắc khinh và sắc thích hiệp, thích nghiệp phụ trợ. Thì như vậy nhân tiết cũng phải có sắc nhu, sắc kinh và sắc thích phụ trợ. Thì tứ ý nghĩa của cái sắc nhu là như vậy, tức là về trạng thái là có sự mềm, mềm mại, là quyến chuyển, không có bị cứng, không có bị thô tháo. Và khi nào cái phận sự của nó là nó luôn luôn nó làm cho cái thân mình được trở nên là mềm mại, trở nên tốt đẹp, co duỗi, khung tới khung lui, đi đứng nằm ngồi được mềm mại dịu dàng ha, loại trừ cái sự thô cứng ra. Và cái sự thành tựu là dễ dàng hành động, nhưng cần thiết có sắc nhu và hai cái sắc kia phụ trợ. Rồi đó là cái về cái sắc nhu. Rồi tới cái số 3 là chúng ta đi vào cái sắc thích nghiệp. Thích nghiệp là thích ứng, thích ứng thích hợp, gọi là sắc thích nghiệp là sắc thích ứng thích hợp với công việc thì là sắc thích nghiệp. Thì như ta nói đây, thích ứng nghiệp là hành động, thì sắc thích nghiệp, sắc thích ứng thích nghiệp với công thích hợp với công việc thì được gọi là sắc thích nghiệp. Chẳng hạn như thân mình hành động được như ý muốn, thích nghi với sự việc mà mình muốn làm, thì chẳng hạn như người mà khỏe mạnh thì mình muốn làm gì nó đều làm đúng theo ý mình được hết. Mình muốn dối tay lấy kia, mình muốn làm bất cứ gì, hay là mình muốn hành động như thế nào thì nó theo ý muốn mình vậy đó. Nhưng mà khi mà mình bệnh thì khác, bệnh thì những cái cơ bắp những này kia nó bị ảnh hưởng, làm cho hành động mình không theo được như ý muốn. Như vậy đó được gọi là sắc thích nghiệp, tức là sắc mà nó làm cho thích ứng với công việc. Đó là ba một trong các đặc biệt chúng ta biết, đó là sắc thích nghiệp. Rồi về tứ ý nghĩa của nó, về trạng thái, và trạng thái của cái sắc thích nghiệp là thích ứng với việc làm, làm cho mình được thích ứng với công việc, thì đó là trạng thái của nó. Và phận sự của nó là nó tạo nên, nó làm cho thích hợp và nó loại trừ cái sự không thích hợp, thì đó là phận sự của cái sắc thích nghiệp. Tức là làm cho thích hợp với công việc và loại trừ những cái vấn đề không thích hợp, loại trừ ra, thì vậy đó là phận sự của nó. Và sự thành tựu là thích hợp không bệnh. Khi nào mình có sự thích hợp về cái hành động
mà thân mình không bị bệnh thì đó là sự thành tựu của nó. Và nhân cần thiết là có sắc thức nghiệp, là phải có sắc thức nghiệp. Rồi. Đó là tứ ý nghĩa của sắc thức nghiệp. Thì như vậy ba cái sắc biểu tri là thân biểu tri, khẩu sắc biểu tri, khẩu biểu thân biểu tri, khẩu biểu tri, rồi ba cái sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp. Đó là vấn đề. Thì có những loại sách được xếp vào vấn đề sắc biểu tri đó, là thân biểu tri, khẩu biểu tri gom chung vô trong cái nhóm sắc đặc biệt luôn. Gom luôn thì coi như gom là thành năm sắc đặc biệt. Bởi vì ba cái sắc đặc biệt này rồi hai cái sắc thân biểu tri, khẩu biểu tri nó cũng là những cái đặc biệt trong cái đời sống. Ta gom vô có những chỗ sắc gom là khi môi máu mình đọc mình thấy. Nếu mà có nói năm sắc đặc biệt thì mình cũng biết là tại ta gom ba cái sắc đặc biệt này với hai cái sắc biểu tri gom lại thành năm. Để cho mình biết thêm như này. Nó cũng là không có gì quan trọng. Thì như vậy đó là về cái ba cái sắc đặc biệt được trình bày xong ha. Rồi còn cái phần cuối nữa là sắc tứ tướng. Số 10 sắc tứ tướng. Sắc tứ tướng. Lắc cá nó rù bát. Sắc tứ tướng. Rồi, sắc tứ tướng là nó nói lên một cái loại sắc. Cái sắc nào mà từ đó nó xác định cái tính chất hữu vi, tức là cái tính chất thay đổi, tính chất biến hoại của nó, sắc đó là sắc tứ tướng. Thì sắc tứ tướng này phần là chúng ta biết có bốn cách là sinh, tiến, dị, diệt. Thì cho mình biết là cái vật chất nó muốn qua cái sự cái tánh biến đổi của nó là vậy, nên nó phát sinh ra rồi nó phát triển lên gọi là tiến. Rồi nó bị lão mại đi rồi gì và cuối cùng nó bị diêm. Thì như vậy là sắc tứ tướng tức là bốn cái tánh biến đổi của vật chất, đó là sinh, tiến, dị và diệt. Đó là được gọi là sắc tứ tướng. Thì chúng ta học cái thứ nhất là sắc sinh. Định nghĩa là sắc nào được sinh khởi lần trước tiên, có mặt đầu tiên ngay vào sát na tâm tục sinh, sắc đó là sắc sinh. Cái đề này khi nào chúng ta học vô phần tiếp theo, phần sắc pháp tiếp lên sự sanh khởi của sắc chúng ta sẽ thấy được. Thì cái sắc mà phát sinh lên sanh khởi lần đầu tiên trước tiên là nó có mặt ngay cái sát na tâm tục sinh, tức là khi mà cái tâm tục sinh mình bắt đầu mình tục sinh vào kiếp sống mới thì cái sắc na đầu tiên tục sinh sanh lên đó. Thì lúc đó cái sắc nó sanh theo, có một cái sắc pháp nó sắc nghiệp nó sanh lên đó. Thì cái sắc na đầu tiên nó của tâm tục sinh sanh lên đó thì người ta gọi nó sắc là sắc sinh, sắc sinh khởi, là bắt đầu mà phát sinh. Thì lại được gọi là sắc sinh. Rồi, đó là sắc sinh về tứ nghĩa của nó. Chúng ta thấy là trạng thái là sắc vừa mới sanh ra, là vừa hiện khởi, giống như mình mới sanh ra cái gì đó thì cái đó là sắc mới sanh. Phận sự nó là tạo sự sanh khởi các sắc. Tức là phận sự tạo ra cái sự sanh khởi các sắc. Rồi sự thành tựu đầy đủ, tức là thành tựu xong là đầy đủ các sắc mới sanh ra, là ngay cái sắc na tâm tục sinh đó. Và nhân cần thiết nó là phải có những sắc đồng sanh chung đó. Tức là có những sắc đồng sanh với nó thì nó là nó mới được, chứ một mình nó thì nó không thể sanh được. Cho nên chúng ta sẽ học cái bài học tiếp kỳ tới, chúng ta sẽ học về nhóm sắc hồi nãy mình đọc đó, những cái nhóm sắc, những bọn sắc. Là mỗi người sắc sanh lên như vậy thì gồm có bao nhiêu nhóm, bao nhiêu thứ nó đồng sanh chung đó thì được gồm lại được gọi là một nhóm sắc, là nhóm 10 hay là nhóm 11, nhóm 12 này cái nọ thì đó là một nhóm sắc. Và trong sách của ngài Tịnh Sự ngày xưa ngài dạy thì ngài dùng chữ bọn sắc, đó là một bọn đi từng bọn như nhưng mà sau này chúng ta dịch là từng nhóm, đi từng nhóm, nguyên một nhóm, một khối. Ví dụ như cái sắc thần kinh của mình, thần kinh nhãn của mình thì nó một sắc thần kinh cộng với một số những sắc đi sanh chung đó thì kia là một nhóm sắc.
có chỗ kia là một bổn sắc, thì vậy nó là nhân cần thiết, nó phải có những cái sắc đồng sanh chung của nó. Rồi đó là cái về sắc sanh. Rồi số 2 là sắc tiếng. Tức là sắc mà sanh khởi á, khi mà sanh khởi á, sau khi sắc sinh á, sắc mà sanh sau khi sắc sinh hiện khởi á, thì những sắc sanh sau tiếp đó đó, liên tục sanh sao tiếp đó, được và lớn lên nó thì gọi là sắc tiến. Tức là khi mà sắc sinh là nếu nói theo lộ trình tâm, nó đi theo lộ trình tâm đó, thì ngay cái sắc na tâm tục sinh đầu tiên thì gọi là sắc sinh, rồi qua cái sắc na thứ nhì của cái tâm là sắc na hậu kiếp, đi dài xuống thì đó là sắc tiến, đang tiến lên, đang phát triển, đang tiến, những cái sắc pháp sanh theo tiến thì sắc được gọi là sắc tiến, phát triển tiến. Thì từ từ nếu chúng ta học tới đó chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn ha. Giờ mình biết nó là sau cái sắc sinh thì đó là sắc tiến. Rồi về tới ý nghĩa về trạng thái của nó là có cái sự diễn tiến của sắc, gọi là có cái sự phát triển, sự diễn tiến liên tục theo từng cái sắc na ta tâm bắt chân. Là trong mỗi sắc na tâm nó có ba sắc na tiểu, là nghe được những cái sắc pháp nó sanh theo, nó phát triển liên tục, nhà nói tiếp theo sao được thì được gọi là sắc tiến, trạng thái là sắc tiến. Phận sự của nó là dẫn tiếp nói theo sao, tức là dẫn cái những cái sắc pháp được liên tục tiếp nói theo, và sự thành tựu của nó là liên tục không ngừng, không có gián đoạn, nó sanh liên tục không có gián đoạn. Thì như vậy là sự thành tựu của nó, và nhân cần thiết là phải có sắc tiến. Là chúng ta có được cái phần sắc tiếng, nó là bốn ý nghĩa, nó là như vậy. Cũng dễ hiểu cho anh có gì, tức là sự phát triển của sắc pháp được diễn tiến liên tục không ngừng, thì được gọi là sắc tiếng. Thì dễ mà, mấy cái này nói sơ sơ để nắm được ý mà, thì cũng có gì khó. Nếu học lại cái phần kia mà nó đi chậm lại đó, chúng ta sẽ thấy. Chết tay hả? Chép tay copy vượt qua cái phần copy của mình nhé, chép tay gì cho mệt vậy, trên đây copy được mà, được không cái gì? Ủa sao vậy, nhớ mới copy được mà. iPhone nếu không được đừng copy đi, được làm gì cho nó rút ngắn thời gian, dùng laptop hoặc là dùng, đúng rồi, dùng laptop copy được, có điện được hết mà, chắc phải xài iPhone không chịu khó coi lại, nghe lại, ghi lại cũng được. Bữa nay mình học rút cho nó nhanh nhanh xíu đi, cho nó hết cái phần này nghe, bắt đầu chúng ta sẽ đi lại phần sau, lần sau là ôn lại, cũng ôn lại rồi nó đi sâu hơn. Mình đang muốn tranh thủ cho học là lẹ chút, giờ quý vị học là chậm lắm rồi đó. Ngày xưa học có một tháng hết luôn, tháng mà xong luôn lớp khóa, học xong khóa con tháng mà về muốn hiểu sao hiểu, học sao mạnh nào để hiểu, không ai hiểu gì hết. Đúng rồi, đó là sắc tiến ha. Và giờ mình tới sắc vị, còn hai cái nữa hết nè, thì chịu khó ngồi nghe ghi lại xíu coi nè, tính thử cho nó nhanh, sắp hết giờ rồi. Sắc vị
sắc vậy. Vậy là sắc nào trở nên cằn cỗi, biến hoại, suy tàn, sắc đó gọi là sắc dị, hay là sắc lão, có chỗ gọi là sắc lão mại đó. Sắc dị là sắc biến đổi, nó trở nên cằn cỗi, suy tàn, thì được gọi là sắc dị. Chẳng giống như người mình bị già cằn cỗi đi, lão quá đi, sắc mình đang biến đổi, sắc bị lão. Rồi bây giờ cái sắc dị này, sắc lão này, cái sắc lão có hai, là ẩn lão và hiển lão. Tức là ẩn lão là cái sự lão hóa trong từng giây từng phút của cơ thể mình. Trong cơ thể mình thấy, mình tưởng mình như vậy hoài, không có đâu, nó thay đổi liên tục đó. Càng nhỏ từng giây từng phút mà nó già đi lần nó thay đổi, nó già đi. Thì như vậy gọi là lão hóa trong từng giây từng phút, mình gọi là ẩn lão. Còn cái sự hiển lão tức là sự hiển lộ ra bên ngoài để cho mình thấy được. Hay như mình thấy được, hôm nay da mình bắt đầu già, da nhăn, tóc mình bắt đầu bạc, răng rơ, mắt mờ, phải đeo kiến, lão là do những cái sự biểu hiện ra bên ngoài để cho chúng ta biết là mình đã đang bị già đi. Thì như vậy là hiển lão. Thì như vậy về sự lão hóa có hai là ẩn lão và hiển lão, để mình thấy được vấn đề. Rồi hai cái vấn đề này nó, nếu mình tính theo lộ trình tâm nó còn rắc rối nữa. Từ từ mình học sao mấy cái này để cho mình biết từ hai giờ mình như học cái chung chung vậy ha. Tức là những cái mà ẩn lão á rất là khó thấy, bởi vì nó liên hệ đến vấn đề mà tâm thức diễn tiến khó nhận thấy, hoặc là những cái vật chất nó đang sờ trước mặt mình, chẳng hạn như cái bàn, cái ghế, hay là núi non sông ngòi này kia nữa, hoặc là tinh tú, mình thấy nó ứng gì hoài nó thay đổi, nhưng mà thực sự ẩn lão bên trong là nó đã thay đổi liên tục. Nó đâu có sự diễn biến, nó thay đổi, nó bị lão quá, nhưng mà mình không bắt bình thường mình không thấy được thôi. Còn cái sự hiển thì mình dễ thấy, như mình thấy bông hoa bị tàn, hay là cái sắc mình nó bị héo mòn, bị già đi, hoặc là cái cây nó bị khô thì mình thấy được đó. Thì đó được gọi là những cái nào mình thấy được thì kêu là hiển lão. Còn có những cái mình không thấy được, nó khó mà nhận thức được qua cái con mắt, nó là ẩn lão. Cho nên là hai vấn đề nó như vậy thôi, không có gì khó. Rồi tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa đó là cách tàn úa của sắc, tức là sắc tàn, tức là giống như người nữ mà sắc bị tới héo mòn, sắc bị thân tàn má dại, kêu là cách tàn úa của sắc. Ngày nào đó mình còn xuân sắc, còn trẻ đẹp, còn hồng hào, nhìn còn thấy tươi mát, mà giờ nhìn lại thấy mình đã 60, già nhăn nheo, da tóc đồ bạc hết, thân đi lụng gụm, thì là trạng thái của nó là tàn úa của sắc. Phận sự của nó là nó dẫn đến cái sự lão mãi, là dẫn đến cái sự già úa lần lần, nó bị tiêu hoại, bị từ từ nó sụm ra từ từ ha. Và cái sự thành tựu của nó là lão quá, nó làm cho cái vật chất, cái thân cơ thể bị lão quá, bị già đi. Và cái nhân cần thiết của nó là các sắc, có những cái sắc mà bị tiêu mòn, bị tiêu hoại, đưa đến cái sự mà lão quá, dần dần đi từ từ đó đi tới cái sự chết. Thì đó là vấn đề mà chúng ta thấy là những cái sắc pháp này nó có liên tục trong cái đời sống của mình, trong từng giây từng phút nó phát sinh, sinh tiếng dị diệt là có đầy đủ, không có chạy đâu khỏi những vấn đề này. Đó là cái định luật của về cái tạo hóa, nó là như vậy. Đó là bốn cái nhân cần thiết về cái sắc lão mại, hay là sắc dị. Rồi tới sắc diệt, thứ bốn là sắc diệt.
diệt. Này định nghĩa nó là cách đang diệt vừa sắp tiêu mất giai đoạn quả sắc, là cách mà đang diệt đó. Thì cái biết sao cái bản thảo này biết cái chữ Bali nó nhảy nó mất tiêu à, giờ cũng biết tìm nó quên cái chữ đó là cái gì, sắc diệt là cái gì đó, cái tìm lại giờ mai ai rảnh là tìm giùm chứ, để ta chưa tìm ra biết nó nhảy đâu mất tiêu cái chữ rồi. Cái gì quên đây, đợi xíu à, mặt sắp hay là coi cái ai tìm giùm đi, không có thời gian đi nha, tìm giùm cái. Đúng rồi, anh cha vô thường, đúng rồi, cha ta rồi quá sắc diệt là vô thường impermanence là sắc diệt, và nên nói là cách mà đang diệt cái vừa sắp tiêu mất giai đoạn hoại sắc, tức là nó từ cái giai đoạn mà lão hoại lão mại nãy đó, nó đi đến cái sự mà tiêu diệt, đang trong lúc tiêu diệt thì là sắc diệt hoặc là sắc vô thường, biến diệt từ cái có đi đến cái không thì lúc đó gọi là sắc diệt. Tức là cái thân mình bây giờ mình đang sống rồi mình nó già chết, mình chết là những sắc pháp bắt đầu nó tiêu hoại, từ từ sắc nghiệp nó tiêu hoại, rồi sắc do tâm tiêu hoại, sắc do vật thực rồi thời tiết rồi tiêu hoại, nó biến đổi, nó biến hóa, biến mất ha, thì gọi là sắc diệt. Rồi tứ ý nghĩa của nó, cho cái này copy nó không được. Rồi giờ tứ ý nghĩa đi, rồi ghi cái tứ ý nghĩa phần chót nha, có copy nó không cho. Tứ ý nghĩa hai chấm, trạng thái quả diệt, cách hư hao làm cho hư mất, đó là trạng thái của sắc diệt. Quả diệt, cách hư hao làm cho hư mất. Đó là trạng thái của nó. Phận sự là làm diệt đi sắc lão mại, tức là làm diệt đi cái sắc lão mại nãy đó, sắc trước cái này đó, sắc lão là sắc diệt, làm diệt luôn cái sắc lão mại luôn là phận sự của nó. Rồi sự thành tựu là tiêu mất, là bị tiêu mất sự thành tựu của nó. Và nhân cần thiết là có sắc đang diệt, mình nhân cần thiết có sắc đang diệt. Tức là về tứ nghĩa của sắc diệt, tức là cái trạng thái quả diệt, cách làm cho hư hao, làm cho mất, làm cho tổn hại, làm cho mất đi ha. Và cái phận sự nó là diệt đi cái sắc lão mạn, diệt đi cái sắc sắc diệt này, sắc mà là dị này đó, sinh tiếng dị diệt á, thì sắc dị sắc lão mạn thì nó diệt luôn cái sắc đó luôn, và thành tựu là tiêu mất. Và nhân cần thiết là có sắc đang diệt, là đang diệt đi thì như vậy được gọi là sắc diệt. Thì tóm lại chúng ta thấy là cái sự tồn lại của cái sắc pháp, cái tuổi thọ của sắc đó, thì tính gì mà tính theo cái lộ trình tâm đó, thì nó nằm trong trọn vỏn vẹn trong 17 sắc na tâm, tức là sắc na tâm đầu tiên là sắc na sinh, sắc pháp cái đó là sắc sinh. Rồi từ cái thứ hai cho tới cái thứ 16 thì là sắc tiến, và cái cuối cùng là sắc sinh, rồi sắc 12 đi tới 18 tới 16 là sắc tiến, rồi dị luôn, xuống gần đó là dị, rồi tới cái sắc na cuối cùng là sắc diệt. Thì như vậy là
ở sát na đầu tiên thì ta tính là sát sinh, ở sát na thứ 17 là sát diệt, 15 sát na giữa còn lại đó thì được tính là sát tiến và sát quả, hai cái chung luôn. Hoặc là nếu mà tính ba thì nó là sắc sinh, sắc trụ và sắc diệt, tính theo ba vậy thì nó nằm dõn dạng trong 17 cái sắc na tâm, thì sắc pháp sanh liên tục theo đó và tới sắc na thứ 17 là nó bị hoại. Như vậy là sau đó nó sanh là loại sắc tiếp tục liên tục trong vòng lên vậy. Thì trong 28 sắc pháp đó, thì ngoại trừ những cái sắc mà như biểu tri, sắc biểu tri, sắc sinh tiến gì diệt, 22 sắc còn lại đó thì nằm trong khoảng thời gian 17 sắc na tâm thôi. Còn cái sắc biểu tri và cái sinh biến dị diệt này thì nó chỉ là sắc biểu hiện, là nó không tính vào được. Cho nên chúng ta biết là trong sắc pháp, cái tuổi thọ của cái sắc pháp nó chỉ nằm vỏn vẹn trong 17 sắc na tâm. Thì tâm nó nhanh hơn sắc pháp 17 lần, chúng ta sắc tâm sanh diệt liên tục 17 sắc na, sắc pháp chỉ mới diệt con lần, thì vậy tâm nó nhanh hơn 17 lần. Rồi, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là sắc diệt như vậy. Rồi, mình ghi về cái sắc, nó có hai loại sắc ha. Có hai loại sắc, đó là sắc rõ và sắc không rõ. Để chúng ta biết cái vấn đề này, hai loại sắc, sắc rõ và sắc không rõ. Hay là sắc sắc rõ và sắc không rõ. Thì sắc rõ là nó tính từ là đất, sắc rõ tính từ đất cho đến sắc vật thực, tức là 18 sắc là sắc rõ. Tức là mình tính từ đất, nước, lửa, gió, sắc thành cái vậy đó, rồi đó xuống tới 18 tới cái sắc vật thực là 18, sắc thứ 18 thì được gọi là sắc rõ, hiện bài rõ ràng. Còn cái sắc không rõ là 10 cái sắc còn lại, là từ cái sắc hư không cho đến diệt nè. Hư không thì tới cuối cùng là sinh tiến diệt, thì 10 cái sắc còn lại là cái sắc không rõ. Có chỗ người ta nói là sắc ra là sắc thực tính với sắc phi thực tính, nhưng mà cũng trong chiếu giải thì cũng chưa thấy xác định rõ ràng cái này, chỉ nói chúng ta biết là sắc rõ và sắc không rõ là vấn đề chúng ta biết như vậy. Rồi chúng tôi sẽ copy cái phần cái bản này để quý vị lưu lại ha, rồi quý vị cho này rồi ghi tới để trình bày cái này. Thấy không quý vị? Alo, thấy không? Thấy hả? Ủa hay vậy? Lúc được lúc không có cần tiếp mà. Nếu được thì mình làm tiếp. Xin các bạn nó sơ đồ nó thôi. Rồi, thấy hết chưa? Thấy hết chưa? Thấy số 22 luôn chưa? Thấy hết không? Rồi, ok, rồi. Lưu lại cái này ha, quý vị. Lưu lại cái phần này ha. Để tuần tới chúng ta sẽ trình bày cái phần này để quý vị biết thêm cái vấn đề đặc biệt cái này chút xíu. Bây giờ mình chỉ giữ trước để mình có cái tài liệu mình đọc, mình nắm được cái ý đó trước. Tức là nói về cái sắc phân loại theo thể tính. Sắc phân loại theo thể tính thì chúng ta thấy có những cái rất đặc biệt, chúng ta sẽ biết theo những cái ý nghĩa đặc biệt của nó đây. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta học tới đây là cũng rất là nhanh ha, rất là mai muốn đi nước rút chút xíu bây giờ rồi quý vị đi nước rút rồi nha. Rồi xong cái phần nghĩ sắc pháp rồi tới chúng ta sẽ đi phần phân loại thể tính, rồi xong mới đi vô cái bài mới luôn. Và bây giờ đây mình học cũng có hạn, nên không thể học nhiều được nữa. Như vậy là hôm nay chúng ta học xong buổi học về những sắc pháp được phân loại một cách tổng quát như vậy. Do phước báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sắc lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhà cả thời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh rất nhiều đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và quý vị ơi, cái bản mà thầy mới đưa ra quý vị ráng về chép xuống nha. Rồi kỳ sau mình sẽ vô học thêm, ráng chép đi cho nó nhớ được phần nào hay phần đó nha quý vị. Sa thú, sa thú, sa thú. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba bhuta anupavena sadasuti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba dhamma anupavena sadasuti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba sangha anupavena sadasuti và vâng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo pháp, do nhờ qua đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta san ti wi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thin ka ron te ta wi ha ra mang da le Thế ra cha mạnh cha na hoa ca cha phình khá vô xa ra mi ca đa na pa tiêu pa sa ca. Gà ma cha đê sa ni gà ma cha y sa ra sâm pa na phu ta su khi ta pa văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha anh da sam pha wa san se da cha ta ta vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng thâm ma hòa răng pa tình cha tê sầm bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha văn. Tha tu chi răng sa tăng thâm mô thâm mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang thâm mô. Sam bê bi thâm ma cha ri no gu thân sam ba bồ này ya ma thâm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằm hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằm hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha Ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đà quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử vào rừng Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày thứ hai và cũng như là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta lại học về 37 phẩm trợ đạo với sư Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.